thì có cả kem dưỡng da chống lão hóa ban ngày và ban đêm luôn. Nhưng mà thường thì My sẽ sử dụng kem dưỡng da vào ban đêm, bởi vì My nghĩ là cái thời gian mình ngủ là cái thời gian phục hồi nhiều nhất cho làn da của mình. Và bởi vì My cũng make up, My cũng trang điểm cả ngày nên không có thời gian để mà dưỡng da trong suốt cả ngày. Cho nên là đối với bản thân My thì chỉ dưỡng da vào ban đêm thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn hãy nên dưỡng da cả ban ngày lẫn ban đêm, thì như vậy thì hiệu quả của nó sẽ tốt hơn. Sau khi mà mình dùng sữa rửa mặt á, thì mình dùng kem dưỡng da chống lão hóa. Và sau khi mình thoa lớp kem dưỡng da đều ở trên mặt á, thì bộ sản phẩm Pond's Age Miracle lần này, một bộ sản phẩm, một món quà đặc biệt vào Giáng sinh dành cho các chị em phụ nữ, đó là có thêm cây lăn massage này nữa. Dùng cây lăn này để sau khi mình thoa kem lên á, thì sẽ giúp cho kem thẩm thấu vào da được tốt hơn, có rất là nhiều tác dụng luôn. Cây này đối với My là cây thần kỳ, tại vì nó có tác dụng là giảm bọng mắt nè. My thì là chuyên gia thức khuya luôn, My giống như là sáng dậy mà nhiều khi không có thoa kem dưỡng da và không có lăn cây này thì mặt mình giống như là con gấu trúc vậy đó, hai mắt quầng thâm đen xì. Mà từ khi mà My sử dụng cái cây massage lăn này thì My thấy là cái bọng mắt của My giảm hẳn rõ rệt, nó sáng hơn và nó thẳng hơn. Cây massage lăn này thì có tác dụng là thu nhỏ lỗ chân lông nè, giảm bọng mắt, giảm nếp nhăn, giảm mụn, làm cho da săn chắc hơn, nâng cơ, chống chảy xệ, giảm mỡ vùng cằm nè, rồi gì nữa ta, quá nhiều công dụng, giúp cho làn da của mình vừa thẳng vừa căng vừa bóng mịn, và thẩm thấu kem dưỡng da vào da tốt hơn. Nói chung là các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội để mà mua bộ sản phẩm Pond's Age Miracle, một Christmas gift set quá tuyệt vời vào dịp Giáng sinh này, và số lượng chỉ có hạn thôi, và giá thì phải nói là number one, quá tốt. Một bộ sản phẩm như thế này chỉ có giá 400.000 đồng, và được bán ở trên tất cả các cửa hàng và siêu thị ở trên toàn quốc luôn. Các bạn hãy tranh thủ mua những món quà đặc biệt này để dành cho những người bạn, những người thân yêu của mình nha. Hello Phát Mã, bạn hỏi là cây lăn này có bán lẻ không? Cây lăn này có bán lẻ đó bạn. Mà mình nhớ không lầm là hình như giá bán của cây lăn này có giá bán là 180.000 đồng thì phải. Nhưng mà nếu mà mua cây lăn này cùng với bộ sản phẩm dành cho mùa Giáng sinh, Christmas Gift Set của Pond's Age Miracle, thì đương nhiên là cả bộ thì nó sẽ tiện hơn rồi. Có cả sữa rửa mặt nè, có cả kem dưỡng da và có cả cây lăn này luôn. Phát Mã hỏi ở đâu bán vậy chị? Giá bán của bộ sản phẩm này đó là 400 ngàn và có mặt tại tất cả các cửa hàng và siêu thị ở trên toàn quốc nha bạn. Và số lượng chỉ có hạn thôi, cho nên là bạn hãy tranh thủ mua nha. Hello Phương Linh Trần. Hello Hà Lộc. Hello Xuân Yến. Yêu em. Sáng nay thì Diễm My mới tham dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân. Bởi vì My cũng là cựu học sinh của trường, và đợt này về trường thì phải nói là có quá nhiều kỷ niệm. Khi mà mình bước vào trường là mình gặp cô giáo chủ nhiệm của mình năm lớp 10, 11, 12, thì My cảm thấy rất là xúc động và nghẹn ngào. My tham gia hết cả buổi sáng hôm nay để mà được xem các tiết mục, rồi được trò chuyện với các thầy cô giáo, và được đi đến từng góc của lớp học, của sân trường để mình ôn lại những kỷ niệm xưa. Quả thật là không biết là có ai ở đây là cựu học sinh hay là học sinh của trường Bùi Thị Xuân không? 8 năm rồi My mới được về trường đó. Tối nay, chiều nay, tối nay hoặc là ngày mai thì My sẽ đăng những cái bức ảnh My chụp với các bạn học sinh trường Bùi Thị Xuân lên cho fanpage của mình xem nha. Trà Thanh Lê hỏi chị có biết cây này bán lẻ ở đâu không ạ? Thì cây lăn của Pond sẽ bán lẻ trên tất cả các cửa hàng và siêu thị ở trên toàn quốc đó bạn, với giá bán là 180.000 đồng. Cây này bằng đá và gọi mi đối với mi cây này là cây thần kỳ.
Bởi vì sau khi mà rửa mặt xong mà thoa kem dưỡng da chống lão hóa của Pol xong á, thì chỉ cần lăn từ dưới lên trên, lăn từ trong ra ngoài, lập tức cái làn da của mình nó sẽ căng bóng mịn, giảm đi lỗ chân lông to nè, giảm thâm bụng vùng bọng mắt nè, chống lão hóa, chống nếp nhăn nè, nâng cơ mặt và giảm mỡ dưới vùng cằm nữa. Mi thấy có nhiều bạn giống Mi cũng hay cũng thích ăn uống có tâm hồn, gọi là ăn uống có tâm hồn ẩm thực thì hay bị mỡ ở vùng cằm. Nên là Mi, đối với Mi thì Mi thường xuyên tập yoga, tập ngước cổ lên như thế này và sử dụng cây lăn của Pol để mà cho cái khuôn mặt của mình được thon gọn và vi lai. Hello Trà Thanh Lê. Hello Trần Thị Đạt, cả bộ thì bao nhiêu ạ? Cả bộ Pol's Age Miracle này, đây là bộ bộ sản phẩm, một món quà đặc biệt của Pol's dành tặng cho các chị em phụ nữ vào dịp Giáng sinh này. Bao gồm có sữa rửa mặt, kem dưỡng da và cây lăn massage, có giá bán là 400.000 đồng và được bán rộng rãi trên tất cả các cửa hàng và siêu thị ở trên toàn quốc luôn. Số lượng chỉ có hạn thôi, cho nên các bạn tranh thủ chạy đi mua nha. Hello Phương Linh Trần, chị My ăn trưa rồi. Hà, cảm ơn Hà Nhật Dũng. Hello Tùng Duy Hà. Hello Nguyễn Linh. Hello Nguyễn Thị Cẩm Tiên. Đinh Hải Linh. Và thông điệp của Pol's đưa ra lần này đó là hãy chăm sóc cho bản thân, hãy dưỡng da, ngăn ngừa lão hóa từ năm 25 tuổi. Ngăn ngừa lão hóa càng sớm càng tốt là sẽ giúp cho làn da của mình và gương mặt của mình tươi trẻ lâu hơn. Mà các bạn cũng biết là ngoại hình thời buổi hiện nay thì rất là quan trọng. Người ta nói là xưa người ta có câu là cái gì ta, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Rồi xưa là hồng nhan bạc phận, bây giờ là hồng nhan bạc tỷ hả? Trợ lý nó cười kìa, quay mặt nhìn trợ lý đi. Trợ lý của chị Diễm My cũng sử dụng Pol's Age Miracle đó các bạn. Năm ngoái nhìn nó già lắm nhưng mà năm nay nó bạc triệu, bạc tỷ rồi, có bồ luôn rồi, tại vì nó dùng Pol's Age Miracle. Diễm My đùa thôi, nhưng mà ý Diễm My nói là các bạn hãy chăm sóc cho làn da của mình để mình xuất hiện thật là tự tin, bởi vì có tự tin thì mới thành công dễ dàng hơn, đúng không nào? Không có tự tin, mình không tin vào chính bản thân mình thì mình cũng không thể nào thuyết phục người khác tin vào chính bản thân mình cả. Nên là điều quan trọng nhất là mình phải luôn tự tin, và muốn tự tin thì mình phải có ngoại hình, một ngoại hình chỉnh chu hơn, một gương mặt sáng hơn thì sẽ thu hút và bắt mắt mọi người nhiều hơn. Và muốn bắt mắt và thu hút mọi người thì mình phải biết chăm sóc làn da của mình, và cách chăm sóc tốt nhất đó là sử dụng Pol's Age Miracle. Và mọi người hãy nhanh tay đi mua sản phẩm Christmas Gift Set, bộ sản phẩm đặc biệt dành chỉ có mùa Giáng sinh này thôi, của Pol's Age Miracle, bao gồm có sữa rửa mặt chống lão hóa, bao gồm có kem dưỡng da chống lão hóa ban ngày và ban đêm, và kèm theo nữa đó là cây massage thần thánh. Đây, cây massage thần thánh. Sau khi mình rửa mặt sạch thì mình thoa kem dưỡng da và sử dụng lăn cây massage này ở trên mặt, có tác dụng là nâng cơ, giảm mỡ vùng cằm nè, chống lão hóa nè, giảm bọng mắt nè, giảm nếp nhăn nè, ngăn ngừa mụn, thu nhỏ lỗ chân lông. Trời, quá nhiều công dụng luôn. Nếu quá tuyệt vời, nếu mà các bạn không nhanh tay mua là hết hàng liền đó. Và các bạn hãy nhớ là hãy luôn chăm sóc cho bản thân mình và ngăn ngừa lão hóa ngay từ tuổi 25. Chắc chắn là có nhiều bạn fan của Jimmy là dưới tuổi 25 rồi, đúng không? Nhưng mà càng chăm sóc cho bản thân mình, càng ngăn ngừa lão hóa càng sớm thì càng tốt, để giữ cho mình luôn tươi trẻ và để mình luôn cảm thấy yêu đời, lạc quan. Dương Hồng, chị em 25 tuổi rồi chị ạ, dùng được rồi chị. Đúng rồi đó.
Em hãy ra các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc để mua ngay bộ Christmas gift set này nha, hay là nói bạn trai của mình mua cho nè. Cảm ơn anh Sơn Hồ. Chiều nay thì hẹn gặp mọi người vào lúc 5 giờ chiều ở đường phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mọi người sẽ được gặp gỡ Diễm My, anh Hứa Vĩ Văn, Trọng Khang, Diệu Nhi. Ai Diệu Nhi giơ tay? À, ai fan của Diệu Nhi giơ tay? Ở đây Diễm My có một một fan ruột của Diệu Nhi, đó là trợ lý của My, đó là Lê. Nhưng mà suốt ngày nó lấy đồ của My cho Diệu Nhi không à. Bởi vậy gọi là nuôi ong tay áo, mệt lắm. Có Diệu Nhi nè, có cô Giáo Khánh nè, có Nam Thư, có Buka. Không biết là có chị Việt Hương hay không, nhưng mà Diễm My cũng hy vọng rằng chị Việt Hương sẽ xuất hiện vào chiều nay ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vào lúc 5 giờ nha các bạn. Nhớ 5 giờ các bạn sẽ tới để mà cùng với các diễn viên trong đoàn làm phim Chạy Đi Rồi Tính nhảy vũ điệu con cù, tham gia các gian hàng trò chơi và nhận những phần quà, đó là những chiếc nón Chạy Đi Rồi Tính và những con cù nhồi bông rất là đáng yêu từ đoàn làm phim. Và sau đó đoàn làm phim sẽ đổ bộ xuống SC Vivo để mà tiếp tục cùng giao lưu với các khán giả. Và đặc biệt là ngày chiều nay thì tất cả các bạn sẽ được gặp gỡ tất cả các diễn viên ở trong đoàn làm phim, được chụp hình với các diễn viên, với các standee của các diễn viên. Hẹn gặp các bạn vào chiều nay nha. Và các bạn nhớ là hãy mua bộ sản phẩm Christmas Gift Set của Paul's Age Miracle để tặng cho bạn bè người thân. Và hãy nhớ là chăm sóc cho bản thân mình từ sớm, ngăn ngừa lão hóa từ tuổi 25. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.